Rồi, vô 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Chưa hả? Kéo đi con. Hay quá mình ơi. Hay quá mình ơi. Hay quá mình ơi. Gãy tay, gãy tay. Trời ơi, kéo nữa đi con. Sắp rồi. Làm ơn buông nó đi. Buông lót nữa đây con. Tới mai luôn. Chị Quỳnh ngồi người nam này, ngồi người nam dễ kéo là chị Quỳnh. Hả? Rồi bốn cái trích thôi. Nani? Kéo nữa mày. Ôi được rồi, thắng rồi. Chưa. Tỷ số hiện tại là 2 đều. Quá dữ dội. Ôi vậy. Cái này phải điểm cấp tôi chứ. Cái gì vậy? Bây giờ bà Quỳnh bà ngồi lên người tôi sao tôi kém. Ngồi muốn tắt cái dây thở của em luôn.